Chào các bạn, trong video về tài chính ngày hôm nay, Easytech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn sơ qua về một cái công cụ quản lý tài chính mà hiện tại được người dân Mỹ rất là ưa thích. Thì cái công cụ này là Personal Capital. Đây là một cái công cụ miễn phí và các bạn có thể thực hiện liên kết toàn bộ các cái tài khoản ngân hàng của các bạn vô cái website hoặc là cái ứng dụng ở trên điện thoại tên là Personal Capital. Và cái ứng dụng này sẽ hiển thị toàn bộ cái tài sản các bạn đang có cũng như là các cái khoản nợ của các bạn ví dụ như là tổng các khoản nợ hiện tại trên thẻ tín dụng thì thay vì các bạn sẽ phải đăng nhập vào những website của nhiều ngân hàng để biết được các cái thông tin thì các bạn có thể chỉ cần đăng nhập vô cái website hoặc là cái ứng dụng của personal capital và toàn bộ thông tin sẽ được hiển thị lên bao gồm là cái số tiền các bạn đang có tổng các khoản nợ của các bạn tới các cái thông tin khác. Ví dụ như các khoản đầu tư của các bạn chẳng hạn. Thì trong các video trước Easytech Class đã chia sẻ cùng các bạn về việc mua chứng khoán ETF ở trên cái sàn Vanguard và Easytech cũng đã thực hiện việc mua cổ phiếu ở trên sàn Vanguard này với cái số tiền là 500 đô và mua 6 cổ phiếu. Thì các bạn có thể theo dõi lại video của Easytech để có thêm thông tin về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu ở trên sàn Vanguard và nếu như các bạn chưa có account ở trên sàn Vanguard thì các bạn có thể theo dõi thêm video của Easytech về việc làm thế nào để mở một cái account mới để thực hiện giao dịch cổ phiếu, ETF, mutual fund ở trên Vanguard. Thì khi các bạn nhìn vô cái trang Vanguard của Easytech thì các bạn sẽ thấy là hiện tại Easytech đang sở hữu 6 cổ phiếu của cái mã là VNQ và một vài những cái thông tin liên quan đến biến động giá của cổ phiếu ngày hôm nay và cái trị giá cái tài khoản hiện tại của EasyTech thì EasyTech muốn liên kết cái tài khoản Vanguard của EasyTech với cái trang Personal Capital để mỗi khi EasyTech đăng nhập vô cái trang Personal Capital này thì EasyTech sẽ thấy được là cái tài khoản đầu tư ở trên Vanguard của EasyTech đang trị giá là bao nhiêu nó lên hay nó xuống để EasyTech không cần thiết phải đăng nhập lần thứ hai vô Vanguard nữa mà EasyTech sẽ dùng một cái công cụ là Personal Capital để quản lý chung cho các cái kiểu tài sản của mình. Thì để thực hiện điều này, ở trên trang của Personal Capital, các bạn có thể thực hiện liên kết link investment accounts hoặc là ở phần dưới các bạn có thể chọn phần add accounts để có thể adding cái tài khoản 401k, IRA hoặc là các cái tài khoản trading khác thì chúng ta có thể chọn add account ở đây và ở trong cái ô này các bạn sẽ gõ vô là Vanguard. Và sau đó các bạn sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản mà các bạn đã dùng để đăng nhập vào Vanguard. Và các bạn nhấn nút link. Các bạn có thể đóng cái ô link do account lại. Nếu mà cái việc liên kết bị lỗi thì các bạn có thể thực hiện lại bằng cách đăng nhập lại các cái thông tin. Sau đó nhấn submit thì Personal Capital sẽ thực hiện liên kết và verify tài khoản của các bạn. Thực hiện kết nối quá trình kết nối thành công các bạn thấy hiện tại bây giờ trong trang Personal Capital đã hiển thị lên cái tài khoản Vanguard của EasyTech và cái balance tức là cái số tiền hiện tại đang có trên cái tài khoản của EasyTech và như các bạn thấy là EasyTech đang sở hữu 6 cổ phiếu và các bạn có thể click vô để xem chi tiết thì hiện tại chúng ta vừa thực hiện liên kết ngay tức thì nên là sẽ có cái thông báo là Personal Capital sẽ cần phải có thời gian để có thể kết nối hoàn toàn tới Vanguard và thu thập hết tất cả thông tin về các cái giao dịch của các bạn. Thì khi nào cái việc nó hoàn tất thì các cái giao dịch của các bạn sẽ được hiển thị ở cái phần bên dưới phần transaction ở đây. Và từ bây giờ mỗi khi các bạn đăng nhập vô cái website Personal Capital hoặc là các bạn đăng nhập vô cái ứng dụng Personal Capital ở trên điện thoại thì các bạn sẽ thấy cái thông tin về cái tài khoản Vanguard của các bạn được hiển thị. Và bởi vì đây là cái tài khoản trading cái giá cổ phiếu nó sẽ thay đổi nên cái số tiền các bạn thấy ở đây nó cũng sẽ thay đổi nó sẽ lên và có lúc nó cũng sẽ xuống tất nhiên là đầu tư cổ phiếu về thời gian dài thì luôn luôn mang lại lợi nhuận nên EasyTech dự kiến sẽ đầu tư cái mã cổ phiếu này trong một thời gian rất dài và sau một năm thì chắc chắn cái số tiền này nó sẽ tăng thêm bởi vì đấy là cái tiền lời biến động giá của cổ phiếu thì trong video ngày hôm nay EasyTech Class đã chia sẻ qua cùng các bạn về cái website và ứng dụng quản lý tiền đang được người Mỹ rất là ưa thích. Đó là Personal Capital. Và EasyTech cũng chia sẻ cách để liên kết từ Personal Capital qua cái tài khoản trading ở trên trang Vanguard của các bạn. Và bằng việc liên kết hai tài khoản với nhau thì mỗi khi login vô cái Personal Capital các bạn có thể xem được cái trị giá tài khoản trading ở trên Vanguard của các bạn. Các bạn có thể biết nhanh được là cái giá trị cổ phiếu đang lên hay đang xuống. Và từ Personal Capital, các bạn cũng có thể biết được toàn bộ cái giá trị, cái balance ở trong các cái tài khoản ngân hàng khác của các bạn nữa. Nên đây là một cái ứng dụng rất là thuận tiện để các bạn quản lý các cái tài sản của các bạn. Nếu các bạn có câu hỏi về ứng dụng Personal Capital hoặc là về sàn giao dịch Vanguard, các bạn có thể để lại comment ở bên dưới của video hoặc các bạn có thể gửi email cho easytech theo địa chỉ easytechclass@gmail.com cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Các bạn thấy hay các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe đăng ký để ủng hộ easytechclass nha. Cảm ơn các bạn nhiều.